Làm gì có chị em nào mà không thích da trắng? Hôm nay em Linh sẽ chia sẻ cho mọi người một tuyết combo dưỡng trắng da cực đỉnh nha. Đầu tiên sẽ là một em Niacinamide Ampoule này nhé. Em này là huyết thanh cấp ẩm và làm trắng da. Với sự kết hợp hoàn hảo của hai thành phần chính, đó là Niacinamide 10% với Arbutin 2%, cùng với quy trình lên men thì nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta luôn trắng sáng và cực kỳ căng bóng nha. Ngoài ra thì em này còn có tác dụng là cấp ẩm chuyên sâu cho làn da, kích trắng sáng da nhanh chóng và một cách an toàn tự nhiên. Xe kít lỗ chân lông, kiểm soát bã dầu thừa, bảo vệ da dưới tác động của ánh nắng cực kỳ là tốt nhá. Mà bôi em này lên thì thẩm thấu cực kỳ là nhanh mọi người ạ, nó tan như là nước luôn ý. Đặc biệt là em này cực kỳ là dịu nhẹ, lành tính cho da nha. Là cũng sử dụng được em này nhá. Theo thì mình sẽ chia sẻ ngay cho mọi người một em kem dưỡng cực kỳ là thần thánh của Hàn luôn. Em này thì cực kỳ là nổi tiếng, thuộc típ dòng kem đắt đỏ tại spa của Hàn Quốc đấy ạ. Một tiết kem của em này thì khá là to, nên là mình có chiết ra để cho mọi người dùng thử nhé. Vốn tiếng Anh của mình khá hạn hẹp, mình sẽ đọc vắn tắt em này là em kem bách thai đỏ nha. Trong em này có những thành phần giúp cho làn da của chúng ta được trẻ hóa và căng bóng, cấp ẩm cao giúp cho làn da của chúng ta được săn chắc, khỏe bên trong và đẹp bên ngoài nhé. Ngoài ra thì em này có sở hữu một chức năng kép trong việc làm trắng và cải thiện nếp nhăn cực kỳ là hiệu quả. Khi mà mở nắp em này ra thì điều đầu tiên mình thích nhất đó chính là mùi hương của nó. Hương thơm rất là sang luôn ý. Chất kem thì mỏng mịn, thẩm thấu cực kỳ là nhanh, không hề có cảm giác nhờn dít đâu nha. Và tiếp theo là một nhân vật cực kỳ quan trọng trong công cuộc làm trắng, chính là một em mát ủ trắng da nha. Mát này cũng cùng hãng với dòng bếp thai đỏ nhá. Và hãng này sản xuất ra những em kem rất là to khổng lồ nên là mình có chiết ra để cho mọi người dùng thử nha. Qua bảng thành phần của em này thì cực kỳ là chất lượng luôn nhá. Cũng có vitamin C, niacinamide, giga white và cùng với chuỗi bếp thai độc quyền. Không những giúp cho làn da trắng sáng mà còn mịn màng căng mọng nữa. Đối với ủ trắng thì mình sẽ ủ 1 tuần 2 lần nha. Chúng ta bôi một lớp mỏng thì có thể là để qua đêm. Nếu bôi một lớp dày thì sau khi ủ em này 30 phút trên da thì chúng ta sẽ dưỡng da bình thường nha. Cảm giác sau khi mà đắp em mát này xong thì cực kỳ là thích mọi người ạ, da trắng sáng khác biệt hẳn luôn ấy. Tiếp đến thì mình sẽ giới thiệu ngay cho mọi người một em kem dưỡng cực kỳ là thần thánh. Em kem dưỡng trắng này thì chúng ta sẽ sử dụng vào ban ngày nhá. Em kem này với tác dụng chính là dưỡng trắng da, nâng tông cho làn da của chúng ta và cấp ẩm da chuyên sâu. Để mình cho mọi người xem chất kem của em nó nha. Tan chất kem thì cực kỳ là mỏng mịn, thẩm thấu rất là nhanh, không hề gây cảm giác bết dít hay là nhờn dính ở trên da và cũng không hề lộ vân kem đâu mọi người nhé. Đây mọi người nhìn tay mình này, sau khi mà mình đã thoa em kem này xong thì cảm giác da tay của mình trắng hẳn lên một tông luôn ý. Đúng là so sánh cả hai tay thì mới nhìn thấy được độ khác biệt nha. Và đặc biệt là khi sử dụng em này thì cực kỳ là tiện lợi với những chị em làm văn phòng không có quá nhiều thời gian. Sau khi vệ sinh ra mặt xong, cấp ẩm bằng toner thì chúng ta sẽ sử dụng ngay một lớp kem này. Không cần phải make up mà vẫn có một làn da trắng sáng và mịn màng cực kỳ tự nhiên nhé. Và cuối cùng thì chỉ thêm một lớp kem chống nắng thế là xong rồi. Mà kem chống nắng thì cực kỳ quan trọng đấy nhá, mọi người đừng bỏ qua nha. Dù là da gì đi chăng nữa, ở nhà hay đi ra ngoài thì chúng ta vẫn phải sử dụng kem chống nắng nhá. Và đây là bộ 3 mỗi sáng dưỡng trắng da của mình nè. Và còn đây là combo dưỡng trắng da buổi tối của mình nha. Chị em nào đang gặp những tình trạng về da không đều màu, đen sạm, đen bẩm sinh thì có thể tham khảo nhé.